Bên cạnh các hoạt động nổi bật như giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, bằng những hoạt động thiết thực của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp đang đẩy mạnh xã hội hóa, nỗ lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Không có việc làm ổn định, lại mang trong mình nhiều bệnh nặng, bà Nguyễn Thị Hương phải thường xuyên đến bệnh viện để thăm khám và điều trị. Chi phí rất tốn kém. Được tặng thẻ bảo hiểm y tế, từ nay bà có thể yên tâm chữa bệnh. Mọi lần đi khám thì giờ cái tiền chụp, tiền nọ, tiền kia rồi không có tiền đi khám thì không dám đi khám. Giờ được cái thẻ bảo hiểm này thì rất là đúng, tôi yên tâm, là tôi rất là mừng, vui mừng, cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Sơn. Cũng như bà Hương, những tấm thẻ bảo hiểm y tế này đã trở thành phao cứu sinh cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính cho các gia đình và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đối với chị Thu, người đã ủng hộ tiền để cùng Hội Phụ nữ phường mua thẻ bảo hiểm y tế tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh trọng. Khi được tới tận nơi, trao tấm thẻ, thấu hiểu, động viên mỗi người, càng được nhân lên động lực để chị cố gắng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Đối với mình nói riêng và người thân trong gia đình nói chung là cũng rất là may mắn có được một cuộc sống ổn định. Nhưng mà ngoài đó thì còn rất nhiều những cái hoàn cảnh còn khó khăn. Cũng rất mong là hoạt động tốt kinh doanh và cuộc sống nó ổn định để làm sao mà giúp sức thêm cho những người đang khó khăn. Và cũng mong có thật nhiều những tấm lòng tốt để hỗ trợ chung tay cùng với đất nước để chúng ta có thể lan tỏa được cái tình yêu thương đến với tất cả mọi người. Nhiều hoạt động ý nghĩa khác đã được hội tổ chức như tặng quà trong các dịp lễ Tết cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch, giúp đỡ bà con từ miền Nam đi qua địa bàn về quê tránh dịch. Để thực hiện và duy trì thường xuyên hoạt động này, hội đã đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực. Khi nhận được các nguồn tài trợ thì chúng tôi rất là công khai minh bạch trên các trang thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hay là các trang Facebook, Zalo, nhóm của hội. Các xuất quà cũng đều trao tận tay đến những đối tượng, và cũng khi mà chúng tôi đi trao quà thì chúng tôi cũng mời các đại diện, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ là đi cùng. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng tạo được cái lòng tin tưởng sâu sắc của các đơn vị tài trợ dành cho chúng tôi. Với cách làm thiết thực, Hội Phụ nữ phường Trung Sơn đã trở thành cơ sở tin cậy để nhiều người có tấm lòng nhân ái gửi gắm, thực hiện các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tạo ra những giá trị lan tỏa lớn, giúp vai trò của hội ngày càng gần gũi và hiệu quả hơn.